Ok, hello, chào anh em. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại làm về con game slot liên minh điện thoại nha. Thì trước khi làm slot liên minh điện thoại thì mình sẽ vào tí sóc đĩa lấy hình đã anh em ơi. Ok, hai lẻ này, rồi chốt luôn lẻ đi anh em. Vào làm tí tay đầu lấy hình. Ok, chốt anh em ơi. Chốt anh em ơi. Giờ vào liên minh điện thoại làm tí nè, lấy hình mày đủ rồi. Ok. Ok, auto 25 tay đi anh em. Let's go, let's go. Không được gì tay đầu nè. X6 đi mấy này, X14, ui xời, ngon. Ui xời, 100k, ngon anh em ơi. Đấy, nó phải như thế chứ. Tay 17 này, 18, 18. Con liên minh điện thoại này khá ngon. Khá lộ mà áp. Chơi được, chơi tốt nha. Chơi được, chơi tốt nha mọi người. Scatter này, ủng hộ 3 scatter bóng dính tiền đấy. Rồi, ok. Thêm 10 tay nữa đi anh em. Phải là trưởng. Nãy giờ chưa biết scatter là gì luôn á anh em. Thật sự luôn chưa biết scatter là gì luôn anh em. Đấy, 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 số 28 luôn. Thôi ngừng anh em ơi. Quá wow, phê phà rồi. Ok, hẹn anh em ở các video lần sau nha. Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em ơi, thắng lớn rồi. Vui quá, vui quá.